Xin kính chào quý vị và xin chào các bạn. Thú vị, hôm nay là ngày 21 tây tháng 9 năm 2021. Ngọc xin cập nhật một số cái thông tin liên quan đến cái gói 3.500 tỷ, cái gói 1.200 tỷ. Và quý vị lưu ý giúp Ngọc cái chương trình Targeted EIDL Advance nha. Đối với cái gói 3.500 tỷ thì hiện giờ một số thành viên của Đảng Dân Chủ lên tiếng, họ cho rằng là hiện giờ họ cũng rất là lo ngại là cái kế hoạch 3.500 tỷ này của Tổng thống Biden sẽ thất bại. Rồi những cái thông tin cập nhật liên quan đến cái gói 1.200 tỷ thì Ngọc sẽ cập nhật một chút xíu cho quý vị. Tại vì hai cái gói này thật sự nó phải đi kèm với nhau, đó là cái ý muốn của bên phía Đảng Dân Chủ, đặc biệt là ông Chuck Schumer và bà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi. Hai cái gói này phải đi đôi với nhau để mà có thể thành luật, được ăn cả ngã về không ha, ký là ký cái hai gói luôn, chứ không thể nào mà ký một gói. Đối với những anh chị nào mà 1099 nè, tự làm chủ, chủ business vân vân và đã apply cho cái chương trình EIDL Advance, Targeted EIDL Advance hay là Supplemental Targeted EIDL Advance thì nói chung là hai cái chương trình này là 10.000, rồi cộng với 5.000 nữa là tổng cộng 15.000. Quý vị lưu ý giúp Ngọc nha. Hiện giờ người ta trích ra những cái chương trình của EIDL Advance là người ta trích ra khoảng 17.5 tỷ. À, tại vì người ta gọi là cái số tiền này là cái số tiền unused còn lại ha, để mà đưa vào cái gói 1.200 tỷ. Cái gói này là cơ sở hạ tầng cứng nha quý vị, physical infrastructure, còn cái gói 3.500 tỷ này là hạ tầng nhân sinh ha. Thì nó liên quan đến nhiều đến con người và những cái kế hoạch cho người dân Mỹ hơn. Còn cái này là về cơ sở hạ tầng, cầu xá đường, cầu xá trường trạm gì đó. Thì bây giờ quý vị lưu ý cho cái chương trình này. Nếu như quý vị đã nhận được tiền rồi thì Ngọc xin chúc mừng. Nếu như quý vị apply rồi mà chưa nhận tiền á, thì Ngọc nghĩ rằng là quý vị phải follow up, quý vị phải kiểm tra cái status của mình, hoặc là quý vị liên lạc trực tiếp email hoặc là gọi điện thoại trực tiếp với SBA nếu như mà trường hợp hồ sơ quý vị vẫn đang chờ, hoặc là trường hợp hồ sơ quý vị là nộp đơn rồi nhưng mà người ta lại từ chối. Thì từ chối nó sẽ có rất là nhiều lý do. Nếu như mà quý vị đồng ý với cái lý do họ đưa ra là vì sao mà họ từ chối cái hồ sơ của mình, thì quý vị chịu thôi và đồng ý với điều này là mình không có số hưởng quý vị ha. Còn nếu như mà quý vị cảm thấy rằng cái lý do họ đưa ra là không đúng, Ngọc lấy ra một cái ví dụ như thế này. Hôm bữa trước là có một chị nói rằng là người ta từ chối chị tại vì chị không có quốc tịch, nhưng mà thực sự không phải là vậy đâu quý vị. Không có quốc tịch quý vị có thể xanh vẫn được, vẫn đủ điều kiện, chứ không phải là bắt buộc quý vị phải có quốc tịch. Cho nên nếu như thật sự quý vị nhiều khi người ta xét lầm, hoặc là lúc mình điền đơn, mình trả lời cái câu hỏi là Are you a US citizen? Mình trả lời yes mà mình có thể xanh thôi, thì mình trả lời sai cái câu hỏi đó đúng không? Thực sự là mình phải trả lời no cho cái câu hỏi đó. Thì quý anh chị cứ viết cho họ một cái reconciliation letter hoặc là recon letter ha. Thì trong cái lá thư này quý vị xin người ta xét lại. Hôm bữa trước thì Ngọc cũng có hướng dẫn chia sẻ cái cách mà quý vị nộp đơn để xin xét lại đó, thì quý vị phải kèm theo. Ví dụ như là người ta đòi hồ sơ thuế thì quý vị kèm theo hồ sơ thuế. Người ta đòi cái thẻ xanh mặt trước mặt sau thì mình chụp thẻ xanh mặt trước mặt sau, mình email cho người ta. Những cái email điện thoại mà giả danh SBA thì quý vị phải cẩn thận nha. Nếu như thật sự quý vị nghi ngờ thì quý vị cứ cúp máy và quý vị gọi về cái số của SBA và hỏi người ta thử là hồ sơ của mình cần bổ sung những gì không. Tại vì nhiều khi quý vị cho những cái thông tin cá nhân của mình lên những cái trang mà nó không phải là cái trang chính thức á, scam á, là quý vị sẽ bị thiệt thòi rất là nhiều nha. Rồi bây giờ đối với cái gói 3.500 tỷ thì Ngọc xin cập nhật như thế này quý vị. Hiện giờ có một cái sự bất hòa nội bộ trong Đảng Dân Chủ và điều này nó sẽ làm tổn hại đến cái kế hoạch chi tiêu khổng lồ Build Back Better của Tổng thống Biden. Và điều này nó cũng làm dấy lên cái viễn cảnh đình trệ, trì trệ và thu hẹp lại, có thể là giảm cái mức 3.500 tỷ xuống còn một cái mức thấp hơn, hoặc là thậm chí nó sẽ là một cái kế hoạch làm cho kế hoạch 3.500 tỷ này thất bại hoàn toàn luôn. Nếu như cái 3.500 tỷ thất bại thì Ngọc nghĩ rằng cái gói 1.200 tỷ nó cũng không thành luật được quý vị. Tại vì hiện giờ vẫn đang chờ bên Hạ viện người ta thông qua cái gói này đúng không? Thì đây là những cái thông tin Ngọc lấy từ trang political.com. Ngoài ra thì Ngọc cũng xin chia sẻ cho quý vị một số chi tiết vì sao
họ nói rằng là hiện giờ có những cái bất đồng nội bộ. Thì hiện giờ họ nói rằng là có vô số cái vấn đề nảy sinh, vô số vấn đề nảy sinh, và người ta đưa ra ba cái vấn đề chính là quý vị biết là cái gói 3.500 tỷ này Đảng Dân Chủ họ muốn nhét vào rất là nhiều cái chương trình, những cái chính sách, những cái policy từ lâu họ muốn để thành luật. Bây giờ họ có cái cơ hội cho nên là họ đưa vào những cái vấn đề ví dụ như là cải cách luật nhập cư, immigration reform, rồi giảm giá cả của các loại thuốc theo toa, prescription drugs, rồi mở rộng Medicare, rồi đưa hết vào ha, rồi climate control, rồi những cái vấn đề này kia khác nọ nhiều lắm. Và dĩ nhiên là quý vị cũng đã biết là ông Joe Manchin là hiện giờ từ chối, không có ủng hộ, lên tiếng không ủng hộ, ông từ chối những cái nỗ lực để mà đưa cái gói 3.500 tỷ khổng lồ này thành luật. Và ông cho nhiều cái lý do, ví dụ như là lạm phát nè, nợ quốc gia tăng nè, rồi những cái vấn đề về tăng thuế doanh nghiệp vân vân, những cái vấn đề về climate control, climate change vân vân, thì nói chung á là những cái vấn đề như vậy thì ông đưa ra, nhưng mà ông không có đưa ra một cái kế hoạch chi tiết nha quý vị. Không biết là trong những cái buổi họp họp kín như vậy thì họ có đưa ra hay không, nhưng mà hiện giờ truyền thông họ không có chia sẻ những cái điều này. Đối với Senator Ben Cornyn đến từ Maryland, cũng là dân chủ luôn, thượng nghị sĩ Cornyn là dân chủ, thì ông nói là bây giờ á, you can't stop this process, không thể nào mà ngừng cái quy trình này lại, bây giờ đã bắt đầu rồi thì phải theo lao luôn, phải tiếp tục đàm phán, thỏa hiệp, thương lượng, tranh luận như thế nào, phải tiếp tục đi chứ không thể nào mà pause, không thể nào mà dừng lại như lời đề nghị của thượng nghị sĩ Joe Manchin được. Nếu như ông Cornyn cũng nói tiếp là nếu như mà mình stop cái quy trình này á thì nó sẽ không bắt đầu lại. Đó, thì bây giờ thật sự là ông nói là cũng có lý quý vị, nếu như mà muốn thì cứ keep moving. There's no magic day. Không có cái ngày nào mà gọi là một cái ngày magic, ví dụ như là ngày 1 tây tháng 10 ha. Rồi ngày 27 tây tháng 9, đây là những cái hạn chót, những cái deadline mà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đưa ra. Đó, tại vì trong cái quá trình thỏa hiệp là người ta đưa ra những cái ngày ha. Bây giờ nếu như mà càng gần những cái deadline như vậy thì càng stress, càng căng thẳng, những cái cuộc đấu đá diễn ra, tranh luận vân vân thì nó càng khó khăn. Nhưng mà càng khó khăn thì liệu họ có bỏ cuộc hay không quý vị? Thì Ngọc nghĩ rằng Đảng Dân Chủ sẽ không bỏ cuộc, họ sẽ tiếp tục cái process này. Nếu như mà đến cái hạn deadline rồi mà không có được thì họ gia hạn cái deadline lại. Tại vì thực sự Đảng Dân Chủ họ có từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 9 năm 2022 để mà có được một cái lá bài là 50-50 reconciliation process, đúng không quý vị? Cho nên là bây giờ cứ cứ ngày 1 tây tháng 10 mà không được nữa là giờ 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 hoài thôi. Nhưng mà quan trọng là gì quý vị? Hiện giờ mọi người có vẻ là bắt đầu quá mệt mỏi rồi. Representative Bowman, đảng Dân Chủ của New York, ông là nói chung là người này là bên phía Hạ viện, thì I'm very tired of it. Ok, thì bây giờ họ nói tôi người này nói là tôi không nghĩ là những nhà lập pháp họ đang đưa ra những cái quyết định dựa theo những cái nhu cầu của người dân Mỹ hay là những cái người mà họ đại diện trong cái tiểu bang của họ đó, thì hiện giờ họ đang làm việc trên cái tinh thần là làm sao để mà có lợi cho những cái công ty hãng xưởng, corporate interest, đó là dùng cái lời của cái ông này ha. Đó thì represent Bowman. Đó thì quý vị biết rằng là có rất là nhiều cái ý kiến, đặc biệt là những cái ý kiến của Đảng Dân Chủ. Hiện giờ bên Quốc hội thì họ quay trở lại làm việc rồi, và họ cũng cần phải
bàn thảo về cái stop gap bill, tức là mỗi năm họ đều có một cái budget như vậy cho quốc cho chính phủ, thì tuần này họ sẽ vô, và cái ngày 1 tây tháng 10 á là bắt buộc họ phải thông qua cái stop gap bill. Cái này là mỗi năm họ đều phải làm như vậy. Nếu như không có thông qua được cái bill này thì government sẽ shut down cho đến khi nào mà cái bill này được thông qua. Thì đó là Ngọc tóm tắt một chút xíu ha. Rồi đối với cái gói 1.200 tỷ thì sao? Cái gói 1.200 tỷ, cái deadline để mà bên Hạ viện có thể thông qua cái gói này khi mà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi thỏa thuận với lại moderate Democrats, những cái người mà không có ủng hộ cái Wheaton Reconciliation Process hay là cái gói to bự 3.500 tỷ đó quý vị, thì họ có thỏa thuận với Pelosi. Ok, nếu như Pelosi muốn cái gói 3.500 tỷ, ok, thì họ phải thông qua cái gói 1.200 tỷ mà Đảng Cộng Hòa rất muốn trước cái ngày, và chậm nhất là ngày 27 tây tháng tháng 9. Nhưng mà hiện giờ theo Representative Clyburn và Yarmouth, trời ơi, cái tên khó đọc quá, hôm bữa chủ nhật vừa rồi á là họ nói rằng là có thể there's a chance, có thể là quốc hội sẽ không có vote cho cái gói này để mà có thể là đạt được cái deadline của nó là ngày 27 tháng 9, có thể là sẽ bị delay. Nói tóm lại là vậy quý vị ha. Thì đó là cái phát biểu của ông trên trên cái đài CNN trong cái chương trình State of the Union. Rất là nhiều cái ý kiến khác nhau. Nhưng mà hiện giờ ông Sanders ông nói là bây giờ là zero zero cái sự ủng hộ về từ phía Đảng Cộng Hòa cho cái gói 3.500 tỷ này, cho nên bắt buộc họ phải dùng cái 50-50 Reconciliation Package, ok? Đây người ta gọi là cái gói Reconciliation Bill có mức giá khổng lồ 3.500 tỷ. Đây là một cái mức giá mà hiện giờ có rất là nhiều thành viên của Đảng Dân Chủ họ không ủng hộ, đặc biệt là người lên tiếng đó là ông Joe Manchin. Ông lên tiếng cự luôn quý vị, lên mặt cự luôn ha. Cộng Hòa thì họ nói rằng là họ không ủng hộ cái gói này từ lâu rồi. Đó, Cộng Hòa thì họ ủng hộ cái gói 1.200 tỷ nhưng mà không ủng hộ cái gói 3.500 tỷ, tại vì có quá là nhiều chính sách mà nó cực tả, nó những cái chính sách mà Đảng Dân Chủ họ muốn và nó đi trái ngược với những cái điều mà Đảng Cộng Hòa họ mong muốn. Đặc biệt là cái điều mà tăng, hiện giờ nếu như mà ai quan tâm đến thuế là tăng thuế doanh nghiệp đó. Rồi tăng thuế này, tăng thuế nọ, tăng thuế kia, nói chung là tăng thuế nhà giàu đó quý vị. Còn những cái người mà giống như Ngọc và những anh chị nào mà không có cái income quá cao á, thì quý vị cũng có thể là không có ảnh hưởng gì nhiều. Có thì ảnh hưởng thì cũng có, tại vì lạm phát thì mình cũng bị ảnh hưởng đúng không quý vị, nhưng mà về thuế thì chắc có thể là không có ảnh hưởng nhiều. Ông Saunders ông có nói á, là bây giờ tất cả những cái thành viên của Đảng Dân Chủ cần phải come together, cần phải làm việc với nhau để mà có thể hoàn thành cái gói 3.500 tỷ này. Đã làm được đối với cái gói 1.900 tỷ thì sẽ làm được đối với gói 3.500 tỷ này. Nhưng mà lần trước là ông Joe Manchin ông bỏ phiếu ủng hộ, nhưng mà lần này á, thì ông thật là cương quyết nha quý vị. Tổng thống Biden thì ông nói là ông cũng tự tin là sẽ thông qua, nhưng mà Joe Manchin hiện giờ cho đến tại thời điểm này ông cũng không lên tiếng là ông sẽ ủng hộ. Đó, nếu như mà thật sự cái gói này giảm xuống thì có thể là ông sẽ thay đổi, nhưng mà hiện giờ ông Sanders ông nói là bây giờ right now, tại cái thời điểm bây giờ, cái gói này là 3.500 tỷ là quá thấp rồi, ổng không thể nào mà giảm xuống được nữa. Ổng đã giảm từ 6.000 tỷ xuống còn 3.500 tỷ rồi, không thể nào mà giảm xuống được nữa. Nếu mà giảm xuống được nữa thì có thể những cái chương trình mà họ đang mong muốn có thể sẽ bị gạt bỏ ra khỏi cái gói này, cho nên là họ không có chịu quý vị ơi. Cho nên là Ngọc không biết là tương lai của cái gói này nó có fail hay không hay là như thế nào, thì Ngọc sẽ cập nhật cho quý vị trong những cái ngày tiếp theo. Thật sự những cái ngày tiếp theo là những cái ngày khá là căng thẳng cho cái gói 3.500 tỷ này, và hẹn gặp lại quý vị trong những cái video tiếp theo. Hãy like, share và nhấn nút đăng ký nếu như quý vị chưa đăng ký ủng hộ Ngọc nha quý vị. Bye bye nào.